tự làm hai hai cái gì nhỉ, hai kênh à? Ba kênh. Chú tự làm á? Đâu, một kênh của cháu nhá, một kênh của chú đúng không? Thế một mình chú làm hay không phải là một mình chú làm hai kênh à? Không, kênh thôi. Nhưng mà chú đăng ba, vẫn đăng ba kênh. À. Cháu không phải đăng đâu đúng không? Vâng. Thế là vợ chú không cần phải đăng. Cho chú đăng hết. Thế đăng gì vợ rồi? Chú chỉ quay thôi. Quay luôn cho cả chú á? Quay không, quay đăng lên thôi mà chú biết chưa đề. Chú ở đây chú quay, chú vợ chú ở dưới kia vợ chú quay những gì? Cái gì? Vợ chú ở dưới kia, vợ chú ở dưới kia vợ chú quay sao được? Quay được mà, quay mà tự đăng lên đấy, có máy tính mà. Có cái gì quay đâu ở dưới kia? Điện thoại. Nhưng mà không có cái cảnh gì quay đấy. Cảnh cần gì cảnh đâu, nằm ở nhà quay được mà. À, quay con mèo ấy. Quay con mèo ấy. Chú nuôi mèo thì chú chẳng có mèo, cái loại mèo của anh ấy nhỉ? Mèo bình thường thôi. Ngon quá. Làm gì ấy? Chú gọi nó là vợ. Chú gọi nó nghe là đang đi đá bóng à? Nó đang ở Biên Hòa.